tại thì chúng tôi đang có mặt tại khu vực của đảo Lan Châu. Nhà báo, người sống ở đầu nguồn sự kiện, tìm hiểu và viết lên sự thật. Ngoài kỹ năng làm nghề, nhà báo phải là người có tâm sáng, đạo đức tốt và trách nhiệm cao với cộng đồng. 89 năm qua, cùng với hoạt động báo chí cả nước, báo chí Nghệ An đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, những người làm báo Nghệ An tự hào viết tiếp truyền thống làm báo cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, cống hiến hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tác giả và tác phẩm xuất sắc nhất năm 2013 sẽ được tôn vinh tại lễ trao giải báo chí Nghệ An lần thứ 8, phát sóng vào 21:15 ngày 20 tháng 6 năm 2014 trên NTV.